Thanh Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thân Việt. Hôm nay à, cuối tuần trong tập 610, Thân Việt muốn à, trao đổi với quý vị một cái chủ đề mà đang được những người ủng hộ cho bà PH cả à, à, vui sướng và làm những cái chương trình đăng tải trên à, mạng xã hội à, qua Facebook, YouTube hoặc là TikTok. Thì, à, thưa quý vị. Thanh Việt có uh, trình bày với quý vị rằng đôi khi chúng ta thường hay uh, chủ quan cho rằng cái số lượng người mà đang ủng hộ cho bài PH đối vị nó giảm sút đến một cái con số mà nó không cần thiết nữa uh, tuy nhiên Thanh vị cũng muốn nói lên với quý vị rằng số lượng người đó vẫn là một con số không phải là ít đâu nhưng quý vị và uh, có điều mà cũng khá thú vị đối quý vị là cái số lượng người ủng hộ cho và PH đó mặc dù họ chẳng có phạm một cái điều luật gì hết, đó là cái quyền tự do của họ. Tuy nhiên số lượng người đó, đó với vị, nó hơn số lượng người mà gọi là đang uh, theo dõi, uh, không yêu thích, không ưa bà PH với những cái hành động của bà ta. thì uh, uh, phe của bên phản biện, đó quý vị, có phải nói rằng cái số lượng đó nó ít hơn nhiều. Và một cái lý do đưa đến cái việc như vậy đó quý vị vì những cái câu chuyện à, khác ngoài cái câu chuyện của bà ph có những cái câu chuyện liên quan đến ví dụ gia đình của cụ họ lê cũng đã chia năm xẻ bảy rồi à, trong cái việc chia năm xẻ bảy sau nhiều lần à, xảy ra những cái biến cố lại tiếp tục chia năm xẻ bảy nữa nhưng quý vị thì bây giờ à, cái lực lượng mà đi gọi là phản bị bà ph đó thì nó hoàn toàn bị xé nhỏ ra À, rất là nhỏ, kính thưa quý vị. À, điều này đó cũng à, không phải là một cái điều đáng lo cho xã hội của chúng ta. Tuy nhiên, những gì đang xảy ra với câu chuyện của bà PH mà chúng ta nhớ lại đó quý vị, cách đây khoảng 2 năm đó, thì thật sự ra nó không có một cái nhân vật nào nổi lên à, với cái sự xấu xí như vậy trong cái thời buổi hiện tại. À, tuy nhiên, những cái trận cuồng phong, à, ẩu đả ném đá nhau, bóc phốt nhau à, vẫn xảy ra thường xuyên và hình như đó là những cái chủ đề đó quý vị lôi cuốn, à, lôi cuốn khán giả. từ vì à, thật sự ra đó à, không cần biết chúng ta là da vàng, à, da đen, da trắng hay là chúng ta có tự hào đến 4.000 năm, hay 10.000 năm, hay 100.000 năm cái văn hóa gì của đất nước của chúng ta, hay là của Việt Nam, hay là của Trung Quốc, hay là của Mỹ, hay là của bất cứ nước nào thì chúng ta đều là những con người. Và quý vị mà là con người đó thì chúng ta thích những cái gì nó giật à, gân, thích cái gì nó à, scandal, đúng không quý vị? À, nó xì căng đắt. Thì à, thực sự à, điều đó đó quý vị nó cũng không phải là một cái ngoại lệ. Tuy nhiên, nếu chúng ta giữ được cái sự bình tĩnh, à, à bốc phốt nhau không phải là cái biện pháp để giải quyết mọi sự khác biệt. Và đôi khi sự khác biệt trong xã hội Nó làm cho xã hội đó nó phát triển Thưa quý vị Một người mà người ta nói trái ý mình đó, đó Thì không phải là là người ta muốn uh, trà đạp mình Nhưng quý vị Nên mình đừng Đừng không cần thiết phải phản ứng Và phản ứng như vậy đó quý vị Thì người ta lại nghĩ rằng Cái lời nói của người ta là nó Thực sự là nó quan trọng và nó đúng rồi Nên mình mới cố tình che đậy Thì uh, Thanh Việt uh, mong muốn rằng Chúng ta cứ nhẹ nhàng Nhưng quý vị nhẹ nhàng À, xem thử rồi câu chuyện nó đi đến đâu. Ngày hôm nay thì Thanh Việt muốn à, nói về cái tin à, đóng ngọt bổ nóng nhưng mà lại nóng như nước đá đó quý vị. À, liên quan đến bà Phé Tại sao mà Thanh Việt lại sử dụng cái ngôn từ gì mà nó tối nghĩa mà nó khó chịu mà nó bực mình đến vậy. Thưa quý vị, quý vị cứ tưởng tượng đi. Người nào người ta à, chạy đến với mình người ta nói là tin này tin nóng lắm á. Nóng nóng cực kỳ luôn. Nóng 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 gọi là nóng phỏng tay, phỏng da luôn á. Thì mình nói rằng vâng tin đó rất là nóng nóng như nước đá thì nó làm sao quý vị nó làm cho cái người sắp sửa đưa tin quý vị họ họ bị gì quý vị nó như là bong bóng nó bị xì vậy đó thì ngày hôm nay thanh việt muốn nói cái tin nóng đó là cái gì và thanh việt sẽ giải thích tại sao nó nóng và nó nóng như nước đá có phải vậy hay không thì như quý vị đã biết cơ quan điều tra họ đã kết thúc cái điều tra bổ sung mà thưa quý vị có lẽ đây là lần thứ tư lần thứ năm rồi quý vị cứ điều tra tới, điều tra lui, rồi gia hẹn, rồi thế này, thế nọ. Nhưng quý vị, đây cũng là lần thứ tư rồi. Nói, nói thật ra là phải là lần thứ tư rồi. À, kết thúc cái cuộc điều tra, bổ sung. À, ba lần trước, bốn lần trước đó quý vị, đó là về viên của viện kiểm sát. Nhá. Lần này là bên của tòa. Thì tòa có yêu cầu những cái vấn đề mà họ cần thêm những cái chứng cứ để xác định. À, có hai cái câu hỏi quan trọng. Thứ nhất là có thêm tội danh cho bà PH hay không? Thưa nhấn mạnh những quý vị có thêm tội danh hay không. Thứ hai là có thêm đồng phạm, tức là ông ông vôi hay không? Đó là hai câu hỏi. Và vừa rồi thì cơ quan điều tra cũng đã kết thúc cái phần điều tra để trả lời hai câu hỏi đó. Và quý vị đã biết câu trả lời là là gì rồi. À, là một con số không to to tướng nha quý vị không thêm tội danh và cũng không thêm đồng phạm. Thì quý vị đã biết rồi. Thì hồ sơ hiện nay đó. Trên lý thuyết đó quý vị, nó nằm tại viện kiểm sát và chính thức nó cũng đã nằm tại viện kiểm sát. À, điều này là là à, không thay đổi. À, với cái mức độ vi phạm của bà PH đó quý vị, thì viện kiểm sát sẽ có khoảng 20 ngày để họ báo cáo đến cho tòa biết cái kết quả điều tra mà tòa đã chuyển cho họ cách đây 2 tháng. Cái điều quan trọng là chẳng có gì thay đổi. Đúng không quý vị? Tòa đưa ra ba cái yêu cầu một cái yêu cầu là đưa thêm cái bằng chứng về chuyện mà vài nghệ sĩ đòi bồi thường. Hai cái yêu cầu còn lại liên quan đến cái việc điều tra bổ sung đó là xem thử và PH có phạm thêm tội hay không. Và thứ hai, xem thử à, ông Vôi có phải là đồng phạm hay không. Thanh Việt đã nhiều rất là nhiều lần giải thích cho quý vị rằng không phải chuyển đổi tội danh và không thể chuyển đổi tội danh. Nhưng quý vị, vì tội 331 là cái tội nặng nhất trong cái việc mà cứ cãi qua cãi lại trà đạp lẫn nhau đó là tội nặng nhất. À, nếu mà tòa muốn xử cái tội nhẹ hơn là một năm đó quý vị thì ông tòa chỉ có đem bà PH ra xử thôi chứ không cần phải hỏi cơ quan uh, cơ quan nào hết. đó phải phải nói trắng ra như vậy nhưng quý vị đem ra xử thôi. À, sở dĩ mà họ trả hồ sơ là vì họ muốn cái án nó nặng hơn bổ sung thêm tội danh 155 hoặc là 156 hoặc là cả hai vào cái 331. Mình phải hiểu cái vấn đề nó như vậy Rồi Vì cơ quan điều tra à, Họ đã kết luận rằng Đây là lần thứ tư tôi tìm hiểu Và tôi cũng một lần nữa kết luận rằng Nhất trí Nhất quán Không có thêm tội danh Và cũng không thêm đồng phạm Tôi có bốn đồng phạm rồi Và PH phạm 331 chỉ có thế mà thôi đã. Với cái việc mà đơn giản như vậy đó quý vị Thì thật ra Viện Kiểm soát đâu có cần phải sửa đổi cáo trạng, đúng không quý vị? Không cần sửa đổi cáo trạng và họ chỉ đưa ra một cái công văn gửi đến cho tòa là chúng tôi sau khi xem hồ sơ lại và được cơ quan điều tra à, à, bổ sung à, điều tra bổ sung đó thì chúng tôi vẫn giữ nguyên cái quan điểm là truy tố theo cái tội danh cũ, đúng không quý vị? Đó nhưng mà tại sao viện kiểm sát cho tới ngày hôm nay đã gần hai chục ngày rồi quý vị ơi ngày 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 mà cơ quan điều tra chuyển hồ sơ là ngày 26 27 bây giờ chúng ta gần gần được rồi gần hai chục ngày rồi về tại sao là phải chờ lâu đến như vậy và cái chuyện chờ lâu như vậy đó quý vị à nó giống như là cái bài hát chờ người đúng không quý vị chờ người người này là người của bà ph đó quý vị ơi chờ lâu quá mà chờ lâu á thì đâm ra là cái cái cái, cái miệng nó ngứa đó cái tai bắt đầu nó nó, nó nhột vì vậy mà họ bắt đầu à, họ họ đây là những người mà gọi là ủng hộ cho bà PH đó quý vị họ sẽ có những cái quan điểm khác nhau từ vì sao quý vị những người mà đi ủng hộ cho bà PH họ cũng đã chia năm sẽ bảy mà những người phản biện bà PH bây giờ cũng chia năm sẽ bảy rồi đó quý vị à, mà vì vì là còn ủng hộ nên là có những người họ à, nghi ngại thì Thanh Việt hôm nay trình bày với quý vị những cái nghi ngại đó và giải thích luôn là những nghi ngại đó đúng hay là những nghi ngại đó sai. Đầu tiên đó quý vị, đầu tiên đó là chờ, chờ hoài bực mình. Bực mình mới kết luận rằng kiểu này là câu giờ rồi. Sắp hết phút thứ 90 rồi mà cứ đá banh ra ngoài, nghĩ là sao vậy trời? Đúng không quý vị? À, để Không lẽ cứ để cho bà PH bản ngồi chơi xơi nước ở trong T29 cộng 1 lá gan dù có 50kg bây giờ nó cũng có thể xuống là 49 kg rưỡi trong phải giỡn đâu. Đúng không quý vị? À, gan không thể nào gan nổi, chờ hoài không được nữa. Thì à, thưa quý vị, hãy thú thật rằng, cho đến ngày hôm nay, nhưng quý vị, không hề có một cái vi phạm trong quá trình tiến hành tố tụng của cả ba cơ quan, gồm có cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa. À, cho dù chúng ta có xin nghi, mặc dù nó rõ rệt quá làm gì mà cứ một cái tội danh như vậy mà cứ kéo đến kéo lui, kéo tới kéo lui. Nhưng mà thưa quý vị, đó là vì chúng ta chờ đợi, chúng ta bực mình. Chứ thật sự ra vẫn chưa có một cái sự vi phạm nào để chúng ta có thể lên tiếng. Nhưng quý vị, không thể nào lên tiếng được mặc dù bực mình. Cái, cái, cái đó là cái, cái mà nó khó chịu. Đó là vậy đó quý vị. Mặc dù nó bực mình, nhưng mà đi làm luật sư Google. Các quý vị đó đã làm luật sư Google rất là nhiều. Vẫn không tìm ra được Một cái lỗi nào Không tìm lỗi À Chẳng hạn người ta cho Hai tháng Thì cơ quan điều tra Sử dụng đúng hai tháng À Trừ đi khoảng Bốn năm ngày À Nhớ quý vị để gửi hồ sơ à, Trả lời Người ta cho rằng à, Anh được gia hạn Ba lần À Nhớ quý vị Được gia hạn ba lần Thì à, à Bên của Viện kiểm sát Gia hạn không những ba lần Mà còn bốn lần À thành việc xàm xí tự nhiên nhắc tới cái bốn lần là một số quý vị bắt đầu à, tay lên và nói rằng ủa vậy có có vi phạm tiến hành tố tụng không thưa quý vị nó khổ một nỗi là lại không thưa quý vị tự vì bà phe á tự bẻ tự uh, tự cái nhân vật này khoác lên cái áo phiền toái cho chính mình vì uh, cha đẹp người ta ở một nơi không đủ nhưng quý vị gọi là nghĩ rằng mình thông minh nên chạy sang bình dương à, để cha đẹp tiếp rồi trên đường từ bình dương về thành phố hồ chí minh may quá không dừng tại đồng nai hay là chỗ nào đó để tiếp tục trà đạp nữa thì có khi là ra luôn cả khu vực đó nữa nha quý vị hay là bình phước chẳng hạn à, từ bình dương sang bình phước rồi mới đi một vòng một cái mới vào tới thành phố hồ chí minh thì có khi là ra tận bình phước nữa nhưng may quá may quá may quá cái khu đất ở bình phước bán vẫn chưa có được hoàn thiện chứ không là là có vấn đề đâu quý vị không vấn đề lớn ở đó nhưng quý vị vì là có kết hợp với một cái vụ trả hồ sơ à, điều tra của bên Bình Dương nên là bên viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ Chí Minh là có kết hợp thêm một lần trả hồ sơ nữa thêm một lần nữa, nhưng quý vị thêm một lần nữa thì nó 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 là hơi bị à, hơi bị à, ngại ngùng, nó làm e thẹn quá nhưng mà cuối cùng cũng đã có một cái lý do đó là vì bên Bình Dương chúng ta cần phải xác nhập hồ sơ nên là xí xóa 4 à, lần nhưng mà chỉ có ba lần. Nhưng quý vị, ba xin lỗi quý vị ba, à, hai lần nhưng mà à, cho phép được thêm một lần là vì à, kết hợp hồ sơ. Mặc dù là những người ủng hộ gia đình của bà PH, họ rất là thất vọng, họ thất vọng vì à, cô ấy không về, nhà ấy không về, nhà tôi không về, à, chị không về, chẳng hạn như vậy. Đúng không quý vị? À, mẹ không về, à, mẹ không về, nên là rất là bực mình. À, tuy nhiên nó quý vị nó lại không có một cái lỗ hổng nào, à, nó lại không có một cái điều luật trong bộ luật tố tụng hình sự nào mà đi mượn mà để à, à, làm cái bình phong để đi kiện tụng được, à, cái điều đó là cái mà 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 rất là phiền, nếu cái vị à, mình chờ lâu nhưng mà lại không 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 cãi được, không kiện được, không đi tố giác được, người ta lại sử dụng hết tất cả những cái quota cho phép vừa đúng luôn, cho um, hai tháng thì sử dụng đúng hai tháng rồi lại gia hạn à, cho gia hạn được bao nhiêu lần sử dụng sử dụng hết phần gia hạn bao nhiêu lần mỗi cơ quan được hai lần trả hồ sơ hoặc là một lần trả hồ sơ thì tất cả các cơ quan đều trả đúng luôn à, tức lắm thành việc biết rằng gia đình của bà PH hoặc là những người ủng hộ bà PH rất là tức nhưng mà vẫn không có một cái điểm gì mà để vi phạm trong vấn đề tiến hành tố tụng nhưng quý vị nhé rồi xin nghi không được thì bây giờ là thấp thỏm, à, thấp thỏm vui mừng, à, thấp thỏm chờ mẹ, không phải mang tiền về cho mẹ nha quý vị, à, thấp thỏm vui mừng. Vui mừng là sao? Vui mừng là ồ ồ ồ, kỳ này đó, là viện kiểm sát sẽ đình chỉ hồ sơ vụ án chứ không phải là giỡn đâu nha. À, à, bà CEO mà CEO NPH chứ đâu phải giỡn đâu, đúng với quý vị? Nhưng mà thưa quý vị, cần phải hiểu rõ một số vấn đề như sau. Thứ nhất cho quý vị, đây là cuộc điều tra bổ sung, yêu cầu bởi tòa, chứ không phải là điều tra lại từ đầu của vụ án. Nhưng quý vị, đây là việc điều tra bổ sung, xoay quanh hai cái vấn đề rõ ràng, chứ không phải là điều tra lại từ đầu. Điều tra bổ sung thêm tội danh, điều tra bổ sung thêm đồng phạm, rất là rõ ràng chứ không phải là điều tra lại cái tội danh của bà PH hoàn toàn không phải. Điều tra lại để thêm tội danh ngoài 331. Điều tra lại để thêm một đồng phạm nữa ngoài bốn đồng phạm đã có sẵn. Nó rõ ràng là như vậy. Nhưng quý vị, nó rõ ràng là như vậy. Thứ hai, Viện kiểm sát và cơ quan điều tra của an thành phố Hồ Chí Minh, đây là hai cơ quan đã làm việc kháng khích với nhau trong suốt thời gian hơn một năm qua và họ đưa ra cái kết quả của bản cáo trạng. Nhân quý vị và khi mà viện kiểm sát nhận cái hồ sơ điều tra bổ sung được trả lại bởi tòa thì họ lại chuyển về cái cơ quan điều tra nơi mà đã cùng với họ để thực hiện cái bản cáo trạng ban đầu. Như vậy, như vậy là gì quý vị? Như vậy là viện kiểm sát đã chuyển cái quyền điều tra à, lại cho cơ quan điều tra. Chứ uh, mặc dù theo bộ luật tố tụng hình sự họ vẫn có thể điều tra độc lập và không cần sự tham gia của cơ quan điều tra tuy nhiên họ nhận thấy rằng PC01 đã có rất là nhiều kinh nghiệm với vụ án này có đầy đủ các chứng cứ của hồ sơ và họ đã nhìn tốn thời gian vì thế viện kiểm sát chuyển cái quyền đó lại cho cơ quan điều tra. Nha quý vị đây là hai cơ quan đã làm việc chặt chẽ với nhau trong suốt thời gian qua và vì vậy đó quý vị cái việc mà cơ quan điều tra đề nghị chúng tôi vẫn truy tố theo bà PH với bà PH theo tội 331 và không bổ sung thêm đồng phạm mới mà chỉ có bốn người thôi đây cũng là cái điều cũ mà viện kiểm sát đã làm gì quý vị đã đồng ý với cơ quan điều tra ở cái bản cáo trạng ban đầu ở cáo trạng ban đầu nhưng quý vị hàng gì điều uh, uh, điều tra bổ sung đó quý vị nó không thay đổi kết quả và cái kết quả cũ là cái kết quả đã được viện kiểm sát và cơ quan điều tra đồng ý. Nha quý vị. đó rồi, cái điểm thứ ba là gì? Vì viện kiểm sát chuyển hồ sơ điều tra bổ sung từ tòa. Quý vị nhớ là sau khi mà tòa trả hồ sơ đòi điều tra bổ sung cho uh, bên viện kiểm sát, thì viện kiểm sát không giữ cái quyền điều tra cho mình mà họ chuyển cái quyền đó cho bên viện uh, cho bên cơ quan điều tra theo đúng bộ luật tiếp tục hình sự luôn chứ không thay đổi nha quý vị à, mà như Thanh Việt đã nói rằng có nghĩa là họ đưa cái quyền đó à, cho bên uh, cơ quan điều tra và không tự mình thực hiện à, cái vấn đề điều tra à, vì vậy sẽ là một cái lý do rất là không chính đáng nha quý vị để cho viện kiểm soát nói rằng tôi đình chỉ toàn bộ vụ án lại à, à, tôi đình chỉ bao gồm cả tội danh chính và tội danh bổ sung Tội danh chính là gì quý vị? 331. Tội danh bổ sung là gì? 155 và 156 hoặc 156. Vậy là quý vị thấy là nó bắt đầu nó trội chỗ này đúng không? Nó trội vô cùng chọi trội cực kỳ luôn. Đúng, theo luật pháp, viện kiểm sát có quyền, có quyền đình chỉ vụ án trong quá trình chuẩn bị xét xử khi nhận hồ sơ điều tra bổ sung. Tuy nhiên, nó rơi vào trường hợp khác chứ không phải trường hợp của bà PH. Trường hợp của bà PH là tội danh 331 giữ nguyên. Tôi chỉ muốn hỏi rằng bà ta có đầy đủ cái chứng cứ để có thể bị khởi tố thêm cái tội 155 156 hay không? Bây giờ câu trả lời là không. Cứ giữ nguyên 331. Vì vậy không có cái chuyện ô oh, điều tra bổ sung không có thấy 155 156 bây giờ tự nhiên lò mò đi lên cũng nói luôn không có 331. À, điều đó là không thể nhưng quý vị không thể đình chỉ vụ án mà vụ án này sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian sắp tới đây vẫn tiếp tục cái câu mà à, chờ à, chờ người chờ người câu hỏi thứ ba cái nghi ngờ thứ ba ổ dậy vậy, vậy à, viện kiểm sát nè không câu giờ nè à không câu giờ nè rồi à, à, không thể nào trả lại hồ sơ thêm một lần nữa nè có phải là viện kiểm sát đang phân vân, à, có đang có phải là đang phân vân, à, xin lỗi quý vị là hồi nãy là mình nói đến uh, hai điều, xin lỗi quý vị mình nói đến hai điều là câu giờ đúng không quý vị nghi ngờ coi chừng viện kiểm sát câu giờ, rồi uh, nghi ngờ là coi chừng, à, coi chừng cái chiều gì viện kiểm sát đình chỉ vụ án, đúng không quý vị đình chỉ vụ án, vậy thì cái điều thứ ba mà cứ ngồi gãi đầu gãi tai gãi tóc để nói rằng không lẽ mà viện kiểm sát ngâm giữ cái hồ sơ đến hai chục ngày không lẽ là họ đang phân vân là có nên cả hồ sơ điều tra bổ sung lần 2 hay không đúng không quý vị thì thưa quý vị theo bộ luật tố tụng hình sự hiện hành và các thông tư liên tịch hướng dẫn sử dụng thì không có chuyện cho trả hồ sơ và cũng như là không có chuyện không cho trả hồ sơ Nói tóm lại, không có điều luật về cái trường hợp này. nhà quý vị. À, không có trường hợp này. Tuy nhiên, mặc dù luật không ghi, à, nhưng mà chúng ta có thể giải thích làm sao. Thưa quý vị, theo nghị quyết 49 của Bộ Chính trị đó, nói về cái vấn đề cải cách tư pháp đó quý vị, thì Quốc hội cùng với cơ quan nhà nước, nhà, đã làm hết sức mình để hạn chế những cái câu chuyện kéo dài một vụ án xét xử. Nhân quý vị, hạn chế tối đa. Vì vậy, nếu mà cứ tiếp tục đi hàng ngang như rùa, nha quý vị, thì cái đó nó lại đi ngược lại một số các cái nghị quyết Một số các cái thông tư hướng dẫn sử dụng bộ luật tố tụng hình sự. Nhưng thay vì không nghĩ rằng, nha quý vị, viện kiểm sát đã được hồ sơ trong trường hợp này. Còn hồ sơ bổ sung đó quý vị, hiện tại là thuộc thẩm quyền của tòa. Thuộc của tòa. Viện kiểm soát chuyển tiếp hồ sơ cho bên của cơ quan điều tra. Viện kiểm soát chuyển tiếp cái hồ sơ đó cho cơ quan điều tra chứ không phải trả hồ sơ. Chúng ta đôi khi dùng cái danh từ nó bị sai. Nha quý vị. Tức là viện kiểm soát được nhận hồ sơ trả về từ bên tòa rồi sau đó viện kiểm sát chuyển tiếp cái hồ sơ này đến cho cơ quan điều tra. Và đó là theo đúng bộ luật tố tụng hình sự nha quý vị. Theo đúng bộ luật tố tụng hình sự. Không sai không sai. À. Có cái điều quan trọng đó quý vị là sau khi chuyển hồ sơ rồi thì anh chỉ chuyển được có một lần mà thôi. Chứ anh không có quyền trả hồ sơ lần hai. Hay là lần nữa. Anh thì có thể chuyển một lần thôi. Tại vì anh trao cái quyền quyết định À, giải quyết cái thông tin đó, giải quyết cái vụ án đó cho bên của cơ quan điều tra. cho nên không trả hồ sơ. Vì quyền trả hồ sơ là thuộc của tòa. Không? Là thuộc của tòa. Câu hỏi thứ tư. Ở viện kiểm soát có thể truy tố theo tội danh 331 nhưng mà có thể đề nghị tòa xét xử 155-156 trong một vụ án khác hay không? Thưa quý vị, câu hỏi này chắc chắn không thuộc câu hỏi của những người ủng hộ bà PH. Mà nó thuộc câu hỏi của những người phản biện bà PH. Và trước khi trả lời câu hỏi này, cho phép Thanh Việt được uống một tí nước. Cả. Rồi sau đó là mình tiếp tục bàn cái câu chuyện này nha quý vị. Quý vị nào chưa bấm nút like, à, mong quý vị bấm nút like để cho chương trình được lan tỏa cũng như để lại lời bình luận. Thanh Việt xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thưa quý vị, quý vị biết rồi, cái tội danh hiện tại của bà PH là 331 lợi dụng cái quyền ngôn lực để lên đó mở miệng ra chà đạp danh dự nhân phẩm của rất là nhiều cá nhân mặc dù một số quý vị ủng hộ cho bà PH nói rằng chỉ có cá nhân thôi chứ còn bên của nhà báo hàng Ni và luật sư sĩ là vừa cá nhân mà vừa câu vừa um, tổ chức nữa, quốc trời ơi thế thì, thế thì nguy rồi thưa quý vị à, nguy rồi Thưa quý vị, ông Thanh Việt cũng giải thích cái câu này rồi. những quý vị, cá nhân và tổ chức đó, nó đều thuộc quyền lợi của một gia đình. những quý vị. À. Còn trường hợp của bà PH là bà PH xúc phạm rất là nhiều cá nhân, không có một cái mối quan hệ với nhau trong rất là nhiều ngành nghề trong xã hội. Coi như là bà PH đã làm cái gì quý vị? Nếu mà thích chữ một, là một bộ phận trong xã hội. Nhưng quý vị một bộ phận trong xã hội. Còn nhà báo Hàng Ni và luật sư sĩ thì à, nếu mà muốn kết tội sĩ nhục thì sĩ nhục một gia đình quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình đó bao gồm của cá nhân của cái doanh nghiệp và của quỹ từ thiện đó theo là thuộc cá nhân đó của gia đình đó nha quý vị rồi bây giờ mình trở lại cái câu chuyện 331 có phải là viện kiểm sát đang phân vân Thấy là tòa cũng đúng đấy chứ. Tòa là án tại hồ sơ. À, án tại hồ sơ. Mà hồ sơ thì là là các bằng chứng là là thấy rõ là là trong các cái buổi livestream là lên sỉ nhục, lên xúc phạm, lên vu khống, lên làm đủ thứ hết. Thưa quý vị là đúng rồi. Trong trường hợp của bà PH đó quý vị, có những cái người bị hại là bị hại theo dạng à, biết là sai nhưng vẫn cố tình nhưng quý vị biết là sai nhưng vẫn cố tình thực hiện để vu khống thì cái đó đúng là tội vu khống biết là sai nhưng vẫn cố tình biết đàm vĩnh hưng mình không có giấy tờ để chứng minh rằng anh ta à, nhập nhòe bao nhiêu chục tỷ đó quý vị nhưng mà mình vẫn đi làm mình vẫn đi làm thì không hiểu là cái người mà à, gọi là bàn luận về luật pháp dùng cho bà ph đó cái vị đó nghĩ làm sao nữa. nhưng quý vị đừng tưởng rằng cái tờ đơn ghi là à, tố giác thiếu nại, uh, báo tin báo tội phạm thì không thoát được cái sự ràng buộc về cung cấp bằng chứng hoặc là tố giác sai, tố giác lao đừng tưởng, Đừng tưởng như vậy. Nhưng quý vị, trường hợp của con trai và PH đã làm Núp dưới cái bóng uh, tin báo tội phạm đi khiếu nại. À, xin lỗi quý vị, tin báo tội phạm và đi tố giác nhưng sau đó thì bên viện kiểm sát tối cao đã đổi cái tên của cái đơn lại thành là đường đi tố cáo và đường đi khiếu nại mà khổ một nỗi đó quý vị tố cáo lão khiếu nại lão lẽ vi phạm pháp luật vì anh cố tình mà nhưng quý vị vì vậy đó quý vị trong cái tội danh của bà PH có những bị hại bị xâm phạm theo điều luật 155, 156. Có những bị hại bị xâm phạm theo điều luật 331. Vì vậy, có nhiều khả năng viện kiểm sát đang phân vân. À, có nên tách hay không? Có nên tách hay không? Thưa quý vị, câu chuyện này trên lý thuyết hoàn toàn có thể xảy ra. Nghĩa là sao quý vị? Nghĩa là viện kiểm soát. truy tố gửi đến tòa theo điều 331. Nhưng lời tòa đề nghị 105, 106... thì nên làm cái gì xét xử riêng trên lý thuyết là được trong một vụ án khác trên lý thuyết là được nhưng quý vị tuy nhiên cái điều thực tiễn đó quý vị nó lại chớ treo một chỗ là cái vụ án liên quan và ph là người phạm tội rồi à, 90 bị ca, à, người bị hại gì đó đúng không quý vị à thì trong cái vụ án đó 155, 156 và 331 đều là cùng một cái hành vi đó như vậy đều là cùng một người phạm tội đều là cùng một nhóm người bị hại với những tội danh trên Nhưng quý vị nên rất khó lòng để có thể tách rời dựa trên cái quan điểm rằng tại sao lại câu giờ à, làm cho một sự phiền phức như vậy. Nếu cùng một bị hại. Một nhóm bị hại. Cùng một nhóm phạm tội. Mà lại phải tách rời. Hai lần xét xử. Vì những tội danh khác nhau. Thì, thì điều đó đó quý vị. Trên lý thuyết là được. Nhưng trên thực tiễn là không được. Trên thực tiễn là không được. Quý vị, việc tách rời không phạm luật nhưng lại đi ngược lại với những cái thâm tư và những cái nghị định giảm thời gian tố tụng không cần thiết, không cần thiết. Tuy nhiên như quý vị đã biết trong câu chuyện của bà ph tự nhiên mạng xã hội cộng đồng việt nam nói tiếng việt nó gặp và vô vàng những cái điều mà gọi là té ghế nhưng quý vị dù là ngồi ở trong nhà Chứ không phải ngồi ở ngoài sân Mà gió thổi đông đưa Nhưng quý vị mà đến nỗi phải té luôn Những cái điều té ghế đó quý vị Nó làm cho chúng ta giật mình Nó như là cái câu chuyện biến bạn thành thù Ngày hôm nay là bạn Ngày mai là thù Và nó giống như là mạng xã hội Là một nơi mà có những cái sự gặp gỡ Rồi gây thù kết oán Rồi chia tay chia liền vâng 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 đúng không quý vị câu hỏi đặt ra đây rằng liệu có một cái sự biến động nào thông qua cái cách phản ứng của con trai bà PH về vấn đề của ông Vôi, tức là một trong những yêu cầu của bên tòa anh ta có thể làm đơn khiếu nại tuy nhiên đây là một cái con đường đi đầy gian nan và rất nguy hiểm vì nếu làm đơn thêm một lần nữa để khiếu nại. Nhưng quý vị, nó trở thành cái gì quý vị? Là cố tình. Cố tình chạy theo để hủy hoại ông vôi. Nó là khổ vậy đó quý vị. Vì bên cơ quan viện kiểm sát tối cao đã chuyển cái đơn và đổi cái tên của cái lá đơn từ tố giác sang tố cáo và khiếu nại. Mà theo bộ luật hình sự, đi tố cáo sai, cố tình, làm sai, nhưng quý vị thì phạm tội hình sự, chứ không phải dẫn chơi. Rồi với người bị hại thì sao? Cho đến ngày hôm nay, thưa quý vị, trường hợp của 10 người bị hại, Thanh Việt nghĩ rằng, nha quý vị, tất cả sẽ không ấn thêm một cái dấu ấn gì nữa trước khi phiên tòa được bắt đầu. Tất cả đều muốn phiên tòa kết thúc, nha quý vị, để trở lại cuộc sống bình thường. Và thật ra, cuộc sống của những người bị hại đã trở lại bình thường từ lâu rồi. Và họ cũng không muốn thêm những cái phiền toái rắc rối nữa một là đã đủ rồi vì vậy thanh việt nghĩ rằng sẽ không có sự phản đối khiếu nại về cái kết quả điều tra bổ sung của cơ quan điều tra từ phía của những người bị hại nhưng quý vị sẽ không có mặc dù họ nhận được cái thông báo của bên cơ quan điều tra là chúng tôi đã hoàn tất và chúng tôi giữ nguyên cái quyền à, à, truy tố với những cái tội danh như cũ không có bổ sung thêm bất cứ gì nữa. Dù là không đồng ý, không đồng tình với một số bị hại, nhưng thanh Việt nghĩ rằng cơ hội để họ phản ứng là rất rất thấp. Vì thật sự tất cả đều muốn xã hội và cuộc sống của chính họ trở lại yên bình. Mà nói một cách rõ ràng, chẳng ra đó quý vị là họ muốn chính cuộc sống của họ an toàn trở lại, không bị thêm những phiền toái như những gì xảy ra với họ. Của năm 2021 Thân Việt xin tạm dừng chương trình cuối tuần hôm nay ở đây và xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ hạnh phúc và bình an I love you